Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Trung hình Đồng Nai. Thưa quý vị, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay đưa tin, Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên đang chuẩn bị có cuộc họp quan trọng tuần này. Với phân tích dự đoán tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể sẽ đưa ra thông điệp cứng rắn hơn với các thế lực bên ngoài, đồng thời công bố kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Thông tin này được Yonhap đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, Ủy ban Trung ương lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ triệu tập phiên họp toàn thể vào cuối tháng này Nội dung cơ bản của cuộc họp gồm tổng kết công tác thực hiện các chính sách trong năm nay và đặt ra các mục tiêu chính sách cho năm tới. Về đối ngoại, dấu ấn lớn nhất trong năm nay của Triều Tiên là tăng cường hợp tác quân sự với Nga sau chuyến thăm của ông Kim tới Nga. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua nói rằng quyết định của chính quyền do ông đứng đầu mang tính độc lập chứ không chịu tác động từ bên ngoài. Trong cuộc họp nội các, ông Netanyahu nói Israel là một quốc gia có chủ quyền. Các quyết định của chúng tôi trong cuộc chiến dựa trên những cân nhắc về hoạt động của mình và tôi sẽ không nói thêm về vấn đề này. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng hành động của Israel không bị quyết định bởi áp lực bên ngoài. Phát biểu được ông Netanyahu đưa ra sau khi nhật báo phố quên cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã thuyết phục Thủ tướng Israel rằng Tel Aviv không nên tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban và ông Netanyahu đã đồng ý. Theo tờ báo, ông Biden lo ngại Hezbollah sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào Israel. Hôm qua, hàng ngàn người tập trung ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine và lên án của tấn công của Israel và Gaza. Đông đảo người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung tại quảng trường Anadolu ở Ankara để ủng hộ người Palestine, đặc biệt là những người dân bị tấn công ở Gaza. Cuộc meeting do Tổ chức Đoàn kết Ankara-Palestine tổ chức Ông Faes Mustafa, đại diện của Palestine tại Ankara, cùng đại diện một số đảng chính trị và tổ chức phi chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc mít tình. Một người tham gia mít tình cho biết, Chúng tôi muốn nhiều hơn một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi muốn xung đột kết thúc càng sớm càng tốt. Bộ nội vụ Shadby hôm qua kêu gọi người biểu tình kiềm chế đột nhập vào tòa thị chính. Cùng ngay Tổng thống Alexander Vucic cũng cho biết, bằng cách phản ứng bình tĩnh, nhà chức trách đã cố gắng không làm tổn thương những người biểu tình. Các phản ứng này được đưa ra trong bối cảnh hôm qua hàng ngàn người đã biểu tình trước tòa thị chính tại trung tâm thủ đô Belgrade để yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc cử diễn ra vào ngày 17 tháng 12 vừa qua. Người biểu tình cho rằng các cuộc bầu cử này không công bằng. Khoảng 22 giờ theo giờ địa phương, cảnh sát chống bạo động đã đưa được người biểu tình ra khỏi khu vực. Trước đó, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội cho thấy đảng tiến bộ cầm quyền đã giành được 46,72% số phiếu ủng hộ. Liên minh đối lập SEPI chống bạo lực và đảng xã hội SEPI lần lượt giành được 23,56% và 6,56%. Thưa quý vị, hôm qua hàng ngàn người di cư đã đến thị trấn Alvaro Obregón, miền Nam Mexico trong hành trình đi về phía Bắc, hướng tới khu vực biên giới giữa Mexico với Mỹ. Nhóm người di cư chủ yếu là người Trung Mỹ và Caribe đã đi bộ khoảng 15 km từ thị trấn Tabachula của Mexico để đến Alvaro Obregón, Họ đã qua đêm ngay tại quảng trường của thị trấn và tiếp tục hành trình vào khoảng 4 giờ sáng nay. Chính quyền địa phương ước tính đoàn lữ hành có khoảng 8.000 người. Trong dòng người này có một số người Haiti cho biết họ rời quê hương vì tình hình an ninh không tốt và vì muốn tìm việc làm để có thu nhập lo cho con cái. Trong các năm 2018-2019, nhiều lữ đoàn có quy mô tương tự đã tìm cách vượt qua Mexico để đến Mỹ. Những năm gần đây, người di cư chủ yếu từ Trung Mỹ vẫn chọn con đường này, nhưng đi theo các nhóm nhỏ hơn. Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm nay công bố dữ liệu cho thấy số lượng người Hàn Quốc học tập tại Trung Quốc đã giảm 78% trong năm nay so với 6 năm trước. Dữ liệu cho thấy tính đến ngày 1 tháng 4, số người Hàn Quốc đang theo học tại các trường cao đẳng, cao học và học viện ngoại ngữ của Trung Quốc là 15.857 người, giảm 6,5% so với năm trước. Con số này đánh dấu mức giảm 78,3% so với năm 2017 khi số lượng người Hàn Quốc theo học tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục 73.240 người năm nay tỷ lệ sinh viên Hàn Quốc tại Trung Quốc chiếm 12,9% tổng số sinh viên Hàn Quốc du học ở nước ngoài giảm 0,7 điểm phần trăm so với một năm trước theo các chuyên gia sự sụt giảm liên tiếp có nhiều nguyên nhân trong đó có việc kinh tế Trung Quốc suy thoái và thông tin vừa rồi cũng là kết lại bản tin cập nhật 15 giờ của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.